Rồi mình xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình buổi sáng ngày hôm nay ha. Thì cái video này mình quay là ngày 26 tháng 10 năm 2024 ha. Thì hiện tại thì buổi sáng hôm nay thì mình đang có mặt ở bên bờ Lâm Thao để quay và chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn xem về cái phần trục vớt của cái phần cầu Phong Châu ha. Đang nằm bên phía Tâm Nông bên kia nghe cô chú anh chị. Này, lúc sáng thì mình thấy các anh làm cũng rất là sớm ha. Hôm nay thì mình xin thông báo là thời tiết hôm nay ở đây thì buổi sáng là tầm khoảng cỡ 20-21 độ gì đấy ha. Thời tiết hôm nay là khá mát so với những ngày trước đó. Trời thì cũng không có sương mù và bụi nha. Nói chung là thời tiết khu vực Phú Thọ này rất là đẹp ha. Tâm Nông Phú Thọ nói chung là mát mẻ. Đây, như trước mặt các bạn cũng đã thấy ha, cái phần nhầm cầu ngày hôm qua mình cũng đã có quay một cái khúc mình chia sẻ lên trên kênh ha. Thì cái phần là cái phần còn lại ở dưới nước ha, cũng còn khá là sâu ở phía dưới nước này. Như cái này các bạn thấy ha, thì cái móc ở đây của cái cẩu chữ A này đang cố định vô một cái phần cầu chìm ở dưới bên nước nè, đang chịu ha. Còn cái phần kia là nước giật, bữa nay giật khá là nhiều rồi. Nói chung là nước thấp ha, không có cao nhưng mà bữa nữa. Cái phần ở trên gì vậy thì các anh trục vớt rất là dễ làm ha. Có lẽ là sẽ đang tiến hành là đục bê tông bên đó nha các bạn. Tại vì trong cái phần này là cái phần mặt cầu rồi, nên là bê tông nó rất là dày ha. Để nhiều thì cái xe cẩu hôm qua cũng có cẩu nhưng mà cẩu lên không nổi ha. Tại vì nó quá trời nặng. Hôm qua thì xe cẩu mới tời động lọt lôi vô nhưng mà không nổi ha. Tại vì nó rất là nặng luôn. Nó tầm khoảng, mình thấy khoảng mấy chục tấn á. Khúc này ha. Bê tông mình thấy rất là dày. Mà thêm sắt này kia nó chổng rất là nhiều nữa. Rất là nặng luôn. Đó, lúc này thì các anh đang ở trong cái phần này. Cái phần dầm cầu này mọi người thấy không? Rất là to ha. Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ ha. Đây những cái phần sắt, những cái cây sắt cho nó bị rớt xuống nè, nó bị gãy, nó bị cong. Thì máy tời ở trên là vẫn tiếp tục là tời lên ha. Đang chạy máy đó. Nhưng máy tời chạy phát điện nha các bạn, nhưng không phải là kéo lên ha. Máy tời phát điện trong này nè, để trong đó đó. Phát điện để phục vụ là đục mấy cái này ha. Quá trời cái sắt này, sắt đấy rất là bự. Cũng như cô chú chị mọi người cũng nghe hát âm thanh mà khi cái máy bê tông nó bắn vô ha, thì nó rất là lớn âm thanh ha. Thì đang làm bên đây nè. Hết biết cái phần dầm cầu rồi nè. Cũng như hôm bữa mình cũng có lại gần đó, thì các bạn thấy rất là to ha, rất là bự luôn. Thì cái video mà mình up, mỗi lần up lên kênh là mình đều nói ngày tháng hết trơn ha các bạn. Là không, mình không có up lại video cũ ha, mình quay bữa nào thì mình nói bữa đó luôn. Có lẽ là buổi sáng hôm nay bê tông và sau đó là cắt ra cái phần, những cái phần nhỏ nhỏ này là sẽ cẩu lên trên bờ ha. Nước chảy, nước mũi xà lan thì nó cọ vô những cái thanh sắt thì nó mớp banh chân. Ở đây thì có một cái bao, cái bị gì nè, nó dính vô đây. Nước chảy bữa nay cũng khá yên ha, không có mạnh ha, nó vừa phải thôi. Đó. Nhưng mà cái dòng bên kia mình cũng thấy chảy cũng khá khá ha. Nói chung là nó cũng không mạnh. Nó không mạnh là so với những ngày hôm trước thôi nha. Mấy bữa trước thì có chiếc xe cuốc vô đục những phần bê tông nữa, nhưng mà cái này là như nó nằm lên cao quá thì xe cuốc không có thể nào mà thọc cái búa vô để đục được hết á, nên là bắt buộc các anh phải đục bằng tay, như để cắt hay sao quá.
cắt rời ra, cũng như là đục cho nó chống cái đầu lấy oxy, cắt những cái thanh sắt ở trong đó ra ha, rồi cẩu lên một cái phần ha. Chung là quá nhiều lực đang làm, không biết bên kia là đục mấy máy ha. Thì bây giờ thì mình cũng vẫn đang tiếp tục là quay và truyền tải những cái thông tin mới nhất đến cho cô chú anh chị biết về diễn biến của cái phần trục vớt ha. Lúc này thì bên đây các anh trục vớt đã cắt khu xi gì nghe quẹn đây nè. Cắt cái mảng này rất là to ha, có thể là cắt một chút xíu rồi sẽ cẩu lên trên một cái phần thanh sắt dài này ha. Theo mình nghĩ là vậy ha, cắt hai đầu rồi đó. Đang cắt. Mình và mọi người cùng chờ xem ha. Chờ xem có phải là đúng cái thanh sắt này không. Hiện giờ thì mình đang có mặt ở bên Lâm Thao ha. Bữa nay là mình thấy hai người cắt ha. Lúc có máy tời rồi thì mình thấy làm việc rất là khẩn trương. Mình cũng mong sao là các anh làm việc cho nó suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió ha. Có thể là đem cái phần cầu này lên sớm nhất có thể nha. Này. Lúc này thì thời tiết ở đây mình thấy cũng vừa phải ha, 20-21 độ. Cũng không có lạnh ha, cũng vừa thôi. Hổm gài là cái máy tời nó bị trục chặt, rồi hôm qua nó cũng bị nữa cô chú anh chị, là do cái nền nó hơi yếu ha. Rồi túa bên kia luôn kìa. Bởi vì là cái công tác mà trục vớt cứu hộ cứu nạn nữa thì nó gặp rất là nhiều khó khăn ha. Nếu như nằm trên bờ không thì quá là dễ vậy. Đang cắt một cái mảng sắt này rất là to ra, có thể là cẩu cũng như là mình không dám tắt máy luôn, mình để ghi trực tiếp coi ghi như thế nào ha. Cái gì mà anh lên ga dữ vậy, lên ga thấp thấp ra luôn. Trên cái miếng sắt nè, các bạn thấy cái miếng sắt nó bị khủng khiếp chưa, cái bề bản của nó rất là to ha, có thể là khỏi đầu mình luôn á. Ô tới bên này cái phần này xong rồi nó sẽ rớt ra nữa nè, rất là nguy hiểm trong những cái cắt như thế này ha, không phải đùa đâu các bạn. Cái này là mình phải rất là thận trọng ha. Vậy là cũng giống như mình nói là xíu nữa sẽ cẩu cái phần đó lên ha. Mặc dù là cái phần đó đã được cái xe cẩu ở trên là đã chịu lại, nhưng mà cái lực nó rất là nặng, nó rớt xuống. Kêu anh kêu xe cẩu là nâng lên rồi đó. Tại vì sợ nó rớt xuống ha, nó giật xuống ha. Rất là nguy hiểm luôn chứ không phải đùa đâu. Nên là hết sức chú ý. Muốn đến thở luôn, muốn đến thở mà xem cái anh này anh cắt rất là hồi hộp luôn. Dữ dằn cho anh đó chạy luôn kìa, các bạn thấy không, giống như mình nói không, phải nói chung là hết sức chú ý, cắt xong rồi mình phải quan sát có gì là chạy hoặc là như thế nào đó cho nó an toàn. Rồi lúc này xe cẩu đã cẩu lên luôn rồi nè. Thanh này thì nó quấn rất bự nha, nhưng mà đối với xe cẩu thì có thể là nó rất là nhẹ nhàng.
Cái thanh sắt này nhìn nó giống như một cái quả tên lửa hay là một cái kiếm nha. Không thể nào mà cẩu lên một lượt mà hết rồi. Đó, biết. Buổi sáng hôm nay thì nói chung là các anh làm thì rất là nhiệt tình nha các bạn, chứ không phải mà làm nhơi nhơi đâu. Tại vì cái này làm với những cái phần sắt mà nó nặng như thế này á, thì đòi hỏi là có kỹ thuật cao, nó sẽ không có nhanh được ha. Kỹ thuật chứ mà mình phải làm mà chú ý, rất là chú ý. Các bạn thấy không, cái thanh sắt này nổi không, các bạn thấy nhìn người dưới cái thanh sắt thôi là biết nó to thì khủng khiếp từ cỡ nào rồi. Lúc này là được xe cẩu đang cẩu lên trên nữa. Rồi, rất là dài nha. Đó. Mọi người dưới cũng đang tránh xa cái khu vực này ra, khu vực đang được cẩu lên. Thì đang cẩu lên thì ở dưới thì mình nghe âm thanh là cũng đang đục bê tông thêm nha, để cắt những cái phần sắt còn lại nữa ha. Không biết ảnh tính rồi bỏ chỗ nào đây. Rất to luôn. Cái máy tời thì hôm bữa mọi người thấy nó rất là bự ha. À, cái anh này anh lại đây nè. Rồi anh làm gì đây vậy? Rồi nó dướng cái gì vô đây nè. Rồi dướng ngọc dây tời vậy. Anh đứng vô đây nhìn rất là ghê gớm luôn. Anh chạy luôn rồi coi. Có thể là lấy đồ thêm. Trời ơi, anh chèo lên luôn. Ôi ơi, trời trời, nhìn ghê quá các bạn ơi. Trời ơi, anh chèo mảnh nại kìa kìa. Nhìn mà mình lạnh sống lưng luôn á, chứ không phải đùa đâu nha. Tại vì nó đang treo lơ lửng đó, nó chỉ chịu dưới có chút xíu à. Mảnh leo lên. Quá trời. Nói chung là các anh cũng không có ngại khó, cuối cùng cũng ra ha. Lúc này là sẽ tập kết. Tập kết cái bãi mà hôm bữa mình có quay dọn dẹp đó. Thì tập kết ở đó xong nó đầy. Rồi bắt đầu vô trong cẩu vô tập kết ở phía xa trong một chút nữa nha. Còn về bên cái phần cầu này thì chiếc xe hôm bữa mình cũng có quay, và hôm nay mình quay lại thì cũng còn in thinh chỗ này á, chiếc xe gắn máy cho nên là các bạn đó nằm ở đây ha. Khi mà cây cầu nó sụp xuống nó rớt đây thì ha, nó đập vô đây ha, hai cái mảng bê tông ở đây nói chung là banh chành ở trên này rất là dữ dằn luôn. Những cái phần sắt này rất là to bản luôn, vẫn còn đang đục bê tông chỗ này. Lúc này thì thời tiết cũng mát mẻ, cũng hơi xe lạnh ha, nên là đỡ vất vả hơn các bạn. Cái thanh sắt chỗ này rớt xuống rồi nó cong quẹo cái chân, nhìn thật là ghê luôn. Đang tập trung hết cái chỗ này ha, có thể là đục hai ba cái máy vậy cho nó nhanh ha, bắt đầu tiến hành lạch. Cắt ra cổng có một cái mảng bự phía trong, cái mảng trắng trắng này nữa mà. Đây là cổ thẳng lên luôn ha. Rồi sau một hồi lục đẻo ở trong thì lúc này là mình thấy đang tiến hành là lấy cắt oxy cái phần cầu này nữa ha. Đang tập trung ở đây. Cái anh này anh đang cắt nè. Mà ở trong nó vẫn còn đục ha. Ở đây cắt thì cắt, còn ở phía trong nó đục là đục ha. Vừa đục vừa cắt cho nó nhanh các bạn, tại vì hổm gài cũng hơi trễ tiến độ chút xíu á, vì sự cố là nghỉ mấy ngày đó.
cắt cắt cái này túa túa lửa luôn, cắt cái thanh sắt giữa cho nó ha. Rồi cắt rồi, ghê chưa, cắt bằng oxy này thì nó rất là mau ha. Nếu mình mà dùng máy cái lưỡi cưa sắt thì rất là lâu, rất khó ha. Rồi rồi, anh đang chuẩn bị tư thế kìa, nhìn mình còn ớn nữa. Nhìn ảnh cắt ở đây mà bên này mình nhìn qua rồi rất hồi hộp luôn. Giờ cắt xong cái thanh đó ha, còn cái phần trên. Rồi lúc này là chắc có thể là buộc cái dây vô, lặn lấy cái máy tợi trên kéo tiếp tục vô nữa nha. Thì vẫn đang tiếp tục là cắt cái phần ở đây nha các bạn. Đây nè, khoét lỗ nha, có thể là khoét lỗ để một chút xíu là lấy cái cọng dây cáp móc khóa cái móc đó, là móc vô đây ha. Ngay trong chỗ này anh đang cắt nè, đang xì lửa ra ha. Đây nè, nguyên cái phần này thì các bạn thấy nó rất là to bự luôn. Đục qua đó. Rồi, vớt cái miếng sắt ra luôn. Rồi lúc này chắc sẽ lấy cái dây cáp của cái máy tời móc vô cái vị trí này ha. Còn cái anh này ảnh đang đục bê tông này, thấy ảnh rung rung cũng như bị gì luôn. Bắt đầu đổi tên đổi người nè, người đục một chút ha. Lúc này ở trên thì mình cũng thấy cái máy tời đã hoạt động rồi nha các bạn. Đây, từ trên đó là chuyền cái cọng dây qua tới đây ha, móc vô chỗ này nè, móc vô chỗ này để một hồi là kéo lên ha. Thì ở trong đây lúc này thì mình thấy còn vài người trong đây đang đục, vẫn tiếp tục là đục bê tông cho nó gớt ra để nó nhẹ được phần nào hay phần đó ha. Đây, như cô chú anh chị và bạn đã thấy ha, thì cái cọng dây cáp lúc này đã móc vào ha, cọng cáp của cái máy tời nè, rất là bự luôn nha. Không biết rồi. Còn cái xe của em là nghịch, là nó gặp từ nghịch mình xài hết rồi, nó qua trực tiếp, cho nên nó giảm đủ giá. Chứ bây giờ anh dựng anh thua, anh dựng quá. Có thể là cắt và làm gì chỗ này nè. Đang vô dây chỗ này nè, để mình zoom gần lại xíu nữa. Quá trời, một cái miếng này nếu mà một hồi có cẩu lên thì cái miếng này mọi người thấy nó rất là khủng khiếp, rất là bự luôn. Thì lúc này mình thấy có một anh xuống đây đang cắt cái phần dầm cầu nhỏ cái này ra ha. Có thể là cắt cho nó rời ra cho nó nhẹ nha các bạn. Cái phần sắt này mình thấy nhỏ nhưng mà thực tế là nó rất là bự ha.
thì lúc này mình thấy cái xe cẩu ở trên cũng đã đưa một cái móc bự xuống dưới đây nha các bạn. Có lẽ sẽ móc một cái thì lúc này mình thấy cái xe cẩu ở trên cũng đã đưa cái móc cáp bự xuống ha, đang có lẽ sẽ cẩu một cái phần gì đó ở chỗ này lên ha. Thì lúc này thì tất cả các mọi người đã chạy ra chỗ này ha, đi ra hết ha, tại vì đứng đang cẩu mà đứng ở cái khu vực ở dưới đây thì nó rất là nguy hiểm ha, nên là phải tránh xa ra cho nó an toàn nha các bạn. Rồi bây giờ ở trên là mình thấy cái anh này ảnh ra hay quên nè, có thể là đang chút xíu nó sẽ nghịch lên ha. Cái cẩu ở trên thì mình đang thấy là đang rút lại ha, cho nó ngắn, cho nó có một cái lực nhất định nha các bạn, để dài quá thì nó không có lực ha, lực nó sẽ bị giảm đi ha. Đó, bắt đầu căng dây rồi nè, không biết cẩu gì lên đây. Đó, như các bạn thấy ha, nó wow, giờ lôi cái phần sắt cái này lên nè. Đó, đang bị ha. Đang móc vô cái ở đây có móc hết một cái lỗ. Wow. Mạnh ghê chưa? Cái miếng sắt này rất là bự nha, chứ không hề nhỏ các bạn ơi. Rồi ok. Vậy là hồi sáng giờ ảnh đục trong đây nè. Rồi cắt cái phần sắt ở đây nè, xa quá mình zoom hơi nhỏ các bạn không có thấy rõ ha, nghĩa là còn dính một vài cây sắt ở đây. Để vô được trong bờ ha, cũng lên trên bờ một phần nè. Không biết anh làm cái gì đây, cũng chưa biết nữa, chưa biết cái diễn biến nó như thế nào. Thì cái máy tời vẫn đang tiếp tục là chạy, đang kéo cái cọng cáp, đang căng ra cái này nè các bạn thấy chưa. Đó đây ha, đang kéo ha. Máy tời này thì nó chạy rất là chậm ha, chứ không có nhanh anh, nhưng mà được cái là cái lực nó kéo rất là mạnh. Đó, lúc này là mình thấy cái cọng cáp của cái máy tời là nó thẳng rồi đó ha. Có thể là dùng cái cẩu với cái máy tời là lôi cái phần này lên ha, tại vì cái phần khi nó sợ cùng dính lại ha, nên là dùng hai cái lôi cho nó có lực mạnh ha. Rồi, cái máy tời vẫn còn hoạt động ở trên nè, ảnh có thể là ảnh đang vô số hay là đi dây gì lại đây. Đấy. Thì mọi người thì cứ tập trung với mình cùng xem theo dõi cái diễn biến của cái kéo này lên như thế nào ha. Và lúc này xe cẩu thì cũng đã lên ga ha, để lau cái phần này lên. Đang chạy hì hì hết luôn. Tất cả mọi người đang tránh xa hết trơn. Rồi vẫn chưa lên được rồi. Quá nặng rồi. Đó, lúc này sẽ bắt đầu căng dây nè. Có thể là gịch lên luôn, một hơi cái là lên luôn. Nó cắt ra nhiều phần nhỏ thì nó rất là lâu nha các bạn. Ở đây thì có 2-3 người ra, không biết làm gì đây. Ôi ghê vậy.
Dạ, anh kia anh đang mắc xuống là cũng như xả dây ra thêm á, thì dễ làm. Rồi lúc này thì xe cẩu cũng đang gịch lớp tiếp nè ha. Đấy, không biết có lên nổi không, không biết có dướng cái gì dưới nữa không nữa. Đó, để nhóm nhóm lên dữ rồi đó. Có lẽ là sẽ còn vướng một vài cây sắt ha. Hai cái hợp lực mới có thể là lôi lên nổi các bạn ạ. Thì nó còn dính trong đó hoài rất là nặng ha. Đó, đó, lên rồi đó. Ồ. Ồ. Ồ, 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 cái âm thanh nó cọ vô sắc cái sắc nghe ghê vậy. Ồ. Ồ. Rồi lên nè ha. Đang nhấc cái đầu lên nè. Không biết cái gì mà nó cọ vô với nhau mà nghe thấy ghê không? Có thể là sắt thôi. Đó, một cái mảng đó rất là bự nha các bạn, không phải là nhỏ đâu. Thì buổi sáng hôm nay thì có lẽ là sẽ cẩu được hai phần ha. Cái phần hồi sáng mình quay một lúc trưa sáng đó, với một cái phần nữa là bữa nay là làm buổi sáng là làm được hai phần này ha. Rất là nặng luôn. Qua còn bê tông ở trên đó ha. Rồi cuối cùng cũng đã xức ra và lôi lên nè. Ồ, cái mảng bê tông mà nó rất là to bự luôn. Khi mà mình quay xa mình zoom lại thì thấy nó hơi nhỏ nha các bạn, nhưng mà ở ngoài nó rất là to và bự ha, chứ không hề nhỏ đâu. Có những cái clip trước mình quay cận cảnh đó, đi lại sát bên đó thì các bạn và cô chú anh chị cũng đã thấy ha, thấy từng chi tiết của nó rất là to và bự luôn. Rồi cuối cùng cũng đã lên rồi nè. Đó, lên được rất nhiều rồi. Máy tài vẫn đang còn chạy vô ha. Đang lâu vô rồi. Đó, rồi lên ha, nó lên từ từ nha các bạn, chứ không thể nào gịch một phát một mà văng lên được ha. Cái này là những cái hàng nói chung là cái phần này nó rất là nặng ha, nên là làm nó phải chậm chạp và cẩn thận ha. Chứ nó không phải là giống như một vài tấn đâu, cái này là tầm mười mấy hai chục tấn trở lên không chừng nữa. Một cái miếng này rất là to. Không biết còn vướng cái gì ở dưới không nữa, nhưng mà vẫn chưa lên được cái phần đít tới đây ha, phần đít phía sau. Rất là to. Rồi lúc này là mình thấy kéo lên khá cao nha các bạn. Rồi cái âm thanh nó cọ vô nghe nè. Ấn thật chứ. Sắc
sắp lên được tới cái mặt bờ trên đây. Khoảng cách từ cái mặt bờ đó xuống như dưới là tầm khoảng 5-6 mét các bạn, chứ không có ít đâu. Và vẫn tài vẫn đang tiếp tục chạy nha. Lôi cho vô sát chút nữa, nó có lỡ xuống rồi. Lên từ chút nhẹ nhẹ cả thấy không? Rất chậm, rất là chậm rãi luôn. Rồi cái tời thì nó đã, cái dây tời đã chặt sâu vô đất rồi, quá nặng nên là nó chém vô đất luôn các bạn. Nó đất nó rớt xuống rồi, nó thấy chưa? Rồi sẽ kéo lên nè. Cái xe cẩu là hoạt động hết công sức luôn. Đang gị lên. Nổi không? Quá trời cái khối này nó bự. Rồi rồi lên ha. Quá mạnh luôn. Ở phía sau thì lôi theo đất đá gác cây rồi nè. Nói chung là đủ thứ rồi ha, lên tới cái mặt bờ rồi nè. Kinh khủng khiếp. Vậy là ta kêu tắt máy tài ha, để tháo dây ra bắt đầu cẩu lên luôn quá. Rồi vậy là anh kéo lên luôn. Hết mấy cái khối này, sắt cái bê tông quá trời nhiều. Cái khối này rất là bự luôn. Những cái mặt hàng này là kéo lên, những cái hàng nói chung là rất nặng các bạn. Siêu trường, siêu trọng luôn. Cả chục tấn trở lên rồi ha. Tại như cũng đã tắt ha. Ở bên kia thì mình thấy có một anh công an đang ra nói chuyện với những cái anh bên đội trục vớt xe cẩu nữa bạn. Thì lúc này là vẫn tiếp tục là đang kéo lên nha các bạn. Ồ, bê tông nó rớt ra rồi. Không biết ảnh la cái gì mà ảnh kìa. Sao ảnh chưa tháo cái dây máy tài nha các bạn. Vẫn để yên nguyên luôn. Đang kéo lên là trời sầm bển hết dần. Mỗi người một ý. Có thể là để cái dây tời đó qua xả ra nghe các bạn. Đang kéo lên nha. Thank you.
Có thể là anh đang xả cái dây cáp của cái máy tời ra. Khi không xả thì cái xe cẩu kéo lên thì một hồi nó bị thẳng công dây, không có lên được á. Cuối cùng thì cũng đã lên khỏi mặt nước á, và lên tới cái mặt bờ phía trên này luôn. Cái tảng bê tông lên là các bạn thấy là bít mất tiêu cái xe mà nó luôn kìa. Nó còn bự hơn chiếc xe nữa. Chiếc xe này quả thật là sự là nó rất là mạnh ha. Lôi cái miếng bê tông còn bự hơn đó, bê tông cái sắt ha. Nhìn anh kéo bên kia mà cái cần cẩu nó nhìn nhịp. Bên này cũng muốn nín thở luôn các bạn ơi. Nó đang gắt bỏng lên luôn. Lên luôn không? Anh chưa tìm được cái phương án lâu lên á. Bây giờ thì cái chân chỗ cái chiếc xe cẩu bạn thấy mất tiêu luôn. Cái miếng này nó quá cao và bề ngang nó cũng quá bự luôn, bít mất tiêu luôn, chỉ thấy có một cái cục sắt thôi. Lúc này là mình thấy đang nhấc bổng lên này nha. Đó đó. Wow. Nhấc bổng lên luôn. Ôi ôi. Gác cây cối rồi trong đó. Để mình zoom gần hơn một chút nữa. Treo lơ lửng nè. Quá trời dữ luôn. Xe cẩu này quá mạnh luôn các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng đưa được cái miếng bê tông này lên ha. Thì các bạn xem video này nhớ đăng ký kênh ha, và nhấn chuông để khi mà mình up hoặc là like thì các bạn và cô chú anh chị có thể là biết được và xem những cái video mới nhất tình tiết về cái phần trục vớt dầm cầu này nha cô chú anh chị các bạn. Thì có lẽ là cái video của mình buổi sáng hôm nay cũng tạm thời kết thúc tại đây ha. Miếng bê tông nó còn cao hơn cái nhà nữa kìa, bự hơn chiếc xe mà cẩu này luôn. Mà chiếc xe cẩu này nó rất mạnh các bạn ơi, cẩu lên bình thường luôn ha. Hồi nãy mình tính là cẩu lên không nổi nhưng mà thật thế nó quá trời mạnh nè. Cẩu một phát một lên luôn, dưới chợ máy tại cũng chạy giúp luôn. Ở dưới đó thì có một cái bãi đất trống ở dưới ha, là lúc này thì sẽ hạ dây xuống. Nó hạ từ từ nha. Ôi xây ghê rồi. Ôi ôi nhìn cái mặt dưới nè, các bạn thấy khủng khiếp chưa. Nhìn thật là ớn luôn. Xuống rất là chậm ha. Ê trời ghê thiệt chứ. Cây tông rồi sắt, rồi sắt nhỏ sắt bự gì kìa, nó tù tủa cho này các bạn thấy nè, ghê không.